Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 4, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại huyện Mỏ Cày Bắc. Cùng đi với đoàn có ông Võ Văn Luyến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. Thời gian qua, song song với việc chỉ đạo nâng cao chất lượng đại trà, huyện Mỏ Cày Bắc còn chú trọng chất lượng mũi nhọn đối với các bậc học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được tập trung thực hiện, quy mô giáo dục, hệ thống trường lớp, học sinh phát triển, chất lượng và hiệu quả giáo dục ổn định, từng bước được nâng lên. Nhiều trường có nền nếp tốt, cảnh quan sạch đẹp, hoạt động đảm bảo yêu cầu về chất lượng giáo dục và thực hiện phổ cập giáo dục. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát triển đảm bảo về số lượng và chất lượng, cơ sở vật chất thiết bị trường học được đầu tư, đáp ứng các điều kiện cho dạy và học, thiết bị giáo dục được đảm bảo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cơ sở vật chất thì đúng ra ba trường đều đạt chuẩn, hiện tại là trường mầm non và trường cấp 1 đã đạt chuẩn quốc gia, còn trường cấp 2 thì đang chờ kiểm tra để công nhận. Nói chung là cơ sở vật chất của ba trường rất là ổn định. Còn đội ngũ giáo viên thì ở đây các nhà trường đều quan tâm và tạo điều kiện cho các giáo viên, nên ở đây chúng tôi rất là tự tin. Đối với thị trấn Phú Mỹ Trung, về vấn đề phổ cập giáo dục mức độ 2, thì đối với địa phương an tâm về 3 vấn đề. Thứ nhất, về công tác cơ sở vật chất, thì đến giờ này thì chỗ địa phương thì cũng đã xây dựng cơ sở vật chất tương đối là khang trang, đảm bảo theo cái đúng theo quy định đề ra. Còn đội ngũ giảng viên của giáo viên, giảng viên của trường thì đến giờ này cũng đã được chuẩn hóa và hiện còn đầy đủ theo đúng theo quy định. Còn về số lượng học sinh ở địa phương thì hiện nay thì cũng cơ bản đã đủ số lượng, chỗ mỗi trường mỗi lớp đều đủ số lượng. Tính đến cuối năm 2022, Mỏ Cày Bắc có tỷ lệ quy động trẻ 5 tuổi đến trường và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Số trẻ 6 tuổi quy động vào lớp 1 đạt 100%, số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt trên 97%, huyện đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Thanh thiếu niên 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 97%, trẻ từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc trường giáo dục thường xuyên hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%. Quyền đủ điều kiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Tổng số dân độ tuổi từ 15 đến 25 và 15 đến 60 trên địa bàn huyện biết chữ đạt trên 99% và quyền đủ điều kiện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Mọi cái hoạt động về cái chống phổ cập giáo dục, kể cả là chống mù chữ, đều tiếp tục được duy trì và phát triển. Đó, nó tạo điều kiện cho phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông. Đến nay thì chống mù chữ đã được công nhận ở cái mức độ 2, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở, kể cả trung học phổ thông đều đã đạt cái mức độ 3. Cái điều kiện này tôi nghĩ là về phổ cập của huyện đã so với nhiều năm trước thì đã đạt những cái kết quả đáng kể. Về phía huyện, lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban cũng như các ban ngành đoàn thể, sự phối hợp của các địa phương đã tiếp tục duy trì, cũng là một cái hướng tới cho cái huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ một số xã và thị trấn, kiểm tra thực tế tại ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và hai hộ dân có số trẻ đạt tuổi đi học ở thị trấn Phước Mỹ Trung, lắng nghe học sinh chia sẻ về chương trình học, sự quan tâm của gia đình và nhà trường đối với việc học của trẻ, tâm tư nguyện vọng của trẻ về hoạt động học tập và sự quan tâm hỗ trợ từ thầy cô giáo và phụ huynh. Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo nghị quyết số 20 của chính phủ, đoàn công tác đánh giá huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ đạt mức độ 2. Về hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ đầy đủ, đảm bảo khoa học đúng quy định. Để tiếp tục duy trì giữ vững tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2, đoàn công tác Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị ban chỉ đạo huyện Mỏ Cày Bắc tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn, tích cực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng trường lớp học, đầu tư cho con người phục vụ trong ngành giáo dục và trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.